Sáng 18 tháng 1 nhằm 27 Tết Quý Mão 2023, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng một số sở ngành liên quan đã đến nghiệm thu công trình vườn hoa nghệ thuật năm 2023 tại công viên Sông Hậu. Năm nay, vườn hoa mang chủ đề Vườn hoa nghệ thuật mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Vườn hoa được trang trí trên một phần công viên Sông Hậu, đoạn từ cổng nhà hàng Hoàng Tử đến cổng nhà hàng Lúa Nếp dài 240m, với 18 cụm mô hình trang trí. Cụ thể, tại cổng chính, điểm nhấn chính cho vườn hoa được lấy ý tưởng sau tất cả, Cần Thơ vẫn vươn mình vượt lên, lan tỏa sức sống mãnh liệt, đơm hoa rực rỡ. Vòm tròn như ánh mặt trời bên sắc mai xum xuê của miệng sông nước. Hình tượng mèo vui tươi mới lạ bên lộc vàng hy vọng một mùa xuân thật no ấm, sung túc, đối diện là mô hình bánh trái cây ngày Tết. Ngay khi đơn vị thi công tháo dỡ rào chắn, thì đã có nhiều người dân đến đây check-in sớm và tỏ ra thích thú với điểm chụp hình lý tưởng này. Nếu có tổ chức làm cái vườn hoa đó để cho du khách đến ăn tất niên chụp hình thì thấy nó cũng đẹp, cũng khang trang, cũng thấy cũng vui lắm. Nhưng mà cái Tết năm nay vậy là cũng quá ok rồi. Từ sáng sớm, các công nhân vệ sinh đã gấp rút nhặt lá, quét dọn vệ sinh trong vườn hoa để đón người tham quan từ 9 giờ ngày 18 tháng 1. Vườn hoa phục vụ từ nay đến hết ngày mùng 5 Tết.